Hi guys, I am so glad to be with you in all IELTS courses. Xin chào các em, cô rất vui được đồng hành với các em trong các khóa học IELTS. Nếu như các em đã từng tìm hiểu về IELTS thì các em có thể biết được rằng trong 4 kỹ năng của IELTS, listening này, reading này, writing và speaking thì kỹ năng listening và kỹ năng reading là hai kỹ năng dễ ăn điểm hơn cả. Nói là dễ ăn điểm vậy thôi, tuy nhiên là những cái bạn mà đã từng đạt điểm cao trong kỹ năng listening và kỹ năng reading ý, thì đều đã phải vô cùng là nỗ lực và vô cùng là cố gắng các em ạ. Và muốn đạt điểm cao trong bất kỳ bài thi nào thì điều đầu tiên chúng ta phải để ý đó chính là chúng ta phải tìm hiểu và hiểu rõ về cái bài thi đó. Chính vì vậy trong cái phần đầu tiên này cô sẽ giới thiệu với các em tổng quan về IELTS Listening Test. Vậy thì bài thi IELTS Listening Test gồm có mấy phần? Format của nó như thế này. Four sections in one test. Có 4 phần trong một bài thi các em ạ. Các cái độ khó của mỗi phần thì nó sẽ tăng dần đều từ section 1 cho tới section 4. Mỗi phần, one section, sẽ có 10 questions. Và thứ tự trả lời của các cái câu hỏi này sẽ được sắp xếp theo bài nghe. Tức là thế này, nếu như các em nghe câu trả lời số 2 thì sau đó các em sẽ nghe câu trả lời của câu số 3. Nếu như trong trường hợp mà các em nghe thấy câu trả lời của câu số 3 rồi ấy, mà chưa nghe thấy câu trả lời của câu số 2 thì có nghĩa là câu số 2 của các em tạch rồi đấy, bởi vì không bao giờ người ta sẽ quay lại trả lời của câu trước đó đâu. Tổng cộng sẽ có 40 câu hỏi, khá là nhiều đúng không các em? Và các em chỉ được nghe một lần duy nhất thôi, listen once only. Trong khi mà các em đi thi thật ấy, nghe một lần duy nhất, không thấy đáp án, không thấy câu trả lời, muốn nghe lại, xin mời nộp thêm 4,5 triệu nữa, chúng ta thi lại, nghe bài thi khác. Trong cái bài IELTS Listening ấy, thì các em sẽ được nghe giọng của người bản xứ đến từ các đất nước như là Anh này, Úc này, New Zealand và Mỹ. Đó. Và họ sẽ sử dụng là Academic English, là văn phòng đọc học thuật. Nên các em yên tâm, tốc độ nói của họ là không quá nhanh và cũng không quá chậm. Và khi đi thi thật ấy, thì các em còn được đeo headphone, chất lượng âm thanh hào hạ. Có mỗi một vấn đề là các em nghe có hiểu hay không thôi. Như cô đã nói là có 4 phần trong một bài nghe IELTS, thì nội dung của 4 phần này là như thế nào? Thông thường trong section 1 và section 2 ấy, thì nội dung của hai cái đoạn nghe này đều là về các cái chủ đề sinh hoạt thường ngày các em ạ. Đó là các cái tình huống mà các bạn du học sinh khi mà học tập và sinh sống ở những cái quốc gia nói tiếng Anh thường hay gặp phải. Thì section 1 chúng ta thường nghe general conversation, là các cái đoạn hội thoại, có thể là giữa em sinh viên với một giáo viên chẳng hạn. Thì ví dụ như là a telephone conversation about buying travel tickets, là một đoạn hội thoại về việc mua vé đi du lịch chẳng hạn. Hay là a student asking about accommodation, hỏi về cái vấn đề ăn ở. Đó. Sang tới cái section 2 này thì các em sẽ được nghe một bài phát biểu hay là một buổi nói chuyện, nhưng mà nhân vật chính thường chỉ là một người mà thôi. Chủ đề thì vẫn như vậy, vẫn là những cái vấn đề sinh hoạt thường ngày. Thời gian và câu hỏi, số lượng câu hỏi là giống như là section 1. Ví dụ như là chúng ta sẽ nghe là a presentation about student services chẳng hạn, là chúng ta sẽ nghe một cái bài nói về dịch vụ dành cho sinh viên. Đó. Sang tới cái section 3 và section 4 thì như cô đã nói là độ khó của mỗi section là tăng dần. Bởi vì sao? Nguyên nhân đầu tiên đó chính là về vấn đề về nội dung. Nội dung của section 3 và section 4 không phải là những vấn đề sinh hoạt thường ngày mà là liên quan tới vấn đề học thuật mà các cái bạn du học sinh khi mà học tập ở các quốc gia nói tiếng Anh khi theo những cái khóa học nhất định ý, thì thường hay gặp phải. Tình huống học thuật ví dụ ở section 3 là academic conversation. Các em có thể nghe thấy các bạn sinh viên nói chuyện với nhau, thảo luận với nhau, hay là các em sinh viên nói chuyện với cả một giáo viên bàn về vấn đề nghiên cứu khoa học chẳng hạn. Ví dụ như là a discussion between a student and a tutor about a research project. Đó. Sang tới section 4 thì section này là section khó nhất các em ạ. Các em có thể nghe thấy là một cái bài giảng, nội dung là học thuật. Ví dụ a lecture on the history of photography, là cái bài giảng nói về lịch sử phát triển của nhiếp ảnh. Đấy. Thì bình thường ấy, giữa mỗi cái section thì các em thấy là nó sẽ có 30 giây để dừng, để cho chúng ta nghỉ giữa các cái section với nhau. Thì nói là để nghỉ vậy thôi, nhưng mà các em phải biết là trong 30 giây đó là chúng ta phải làm cái gì. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian để đọc câu hỏi các em ạ.
Đấy, nói đến cái vấn đề thời gian thì chúng ta có 30 phút thực chất nghe và làm việc với cả đề bài. 30 phút chúng ta vừa nghe vừa viết câu trả lời sang đề bài. Sau 30 phút nghe này, duy nhất chỉ có cái kỹ năng nghe thôi nhá, thì các em sẽ có thêm 10 phút, 10 minutes để chuyển câu trả lời từ đề sang phiếu trả lời. Đó. Đây là mẫu phiếu trả lời các em nhìn này. Ở phần trên này các em sẽ ghi thông tin, tên tuổi, ngày tháng, vân vân. Đến các cái phần sau các em nhìn thấy là người ta đánh số từ 1 cho tới 40. Đó. Thì các em chỉ ghi câu trả lời vào đây thôi. Và người ta chỉ chấm cái phiếu này thôi chứ người ta không chấm cái đáp án trên đề thi. Chính vì vậy là các em đặc biệt phải ghi rất là cẩn thận trong cái phiếu này. Thế còn về cái cách tính điểm thì sao? Scoring. Mỗi câu hỏi là 1 điểm. One mark. Tổng 40 câu hỏi như vậy là 40 điểm. Nhưng đây chỉ là raw score, chính là điểm thô mà thôi. Sau đó người ta sẽ chuyển từ 40 điểm thô này chuyển sang cái thang điểm chính của IELTS. Thì các em nên tham khảo cái bảng chuyển điểm từ điểm thô sang thang điểm chính của IELTS nhé. Đây chỉ dành riêng cho kỹ năng listening thôi, kỹ năng reading là khác các em ạ. Ví dụ này, nếu như là các em muốn đạt điểm listening là 6 chấm thì các em sẽ phải đúng được từ 23 cho tới 25 trên tổng số là 40 câu. Đấy, phải nhớ nhá. Hay là 8 chấm listening các em phải đạt từ 37 cho tới 38 câu. Các em nên nên nhớ hay là nên tham khảo các cái thông số trong cái bảng này để cho chúng ta biết được là mình mới với cái mục đích nhất định thì mình cần phải là xác định mục tiêu là trả lời được đúng bao nhiêu câu hỏi. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần số 2. Cô sẽ giới thiệu về các cái dạng bài task type mà các em thường gặp trong bài thi IELTS listening. Cái dạng đầu tiên mà cô rất muốn giới thiệu với các em đó chính là multiple choice. Cái dạng này ấy là dạng bài thi các em thường gặp trong tất cả các cái bài, các cái đề thi IELTS listening. Vậy thì format của cái dạng này là thế nào? Thứ nhất, người ta có thể cho trước câu hỏi, question, và sau đó chúng ta phải chọn một trong số các cái lựa chọn cho trước để trả lời câu hỏi đó. Thứ hai là người ta cho phần đầu của một câu, sau đó chúng ta sẽ phải chọn cái phương án người ta cho trước để hoàn thành cái câu đó. Các em nhìn ví dụ này. Ví dụ như là trong section 1 này này thì câu hỏi số 9, số 10 người ta cho cái dạng 1 hay dạng 2 đây? Chính là cái dạng số 2 đúng không? Người ta cho trước một nửa câu và chúng ta phải chọn đáp án A, B, C để hoàn thành cái câu đó. Đối với cái dạng bài này thì kỹ năng mà người ta yêu cầu đó chính là listening for specific information và overall understanding of the main points. Đó chính là chúng ta vừa phải nghe hiểu các cái chi tiết và vừa phải nghe hiểu các cái ý chính. Sang đến cái dạng số 2 là matching. Cái dạng bài này cũng rất là hay gặp ở trong bài thi IELTS listening. Cái dạng bài này, format của nó như thế này. Người ta sẽ cho hai luồng thông tin. Chúng ta sẽ phải nghe các cái ý ở trong bài và sau đó nối các cái luồng thông tin đó với nhau sao cho nó phù hợp. Chúng ta nhìn ví dụ nhé. Ví dụ như trong section 3 chẳng hạn. Ở đây chúng ta thấy là người ta cho trước từ câu 21 đến 25 là cho trước các cái khóa học. Đấy, thì chúng ta sẽ phải nghe trong băng và xem cái anh Jack này này là đối với các khóa học này là anh ấy quyết định như thế nào để nối. Ví dụ như là đối với khóa Media Studies, khóa học về truyền thông chẳng hạn, thì anh này là chắc chắn sẽ học này, hay là anh này có thể học này, hay là anh này sẽ không học. Đấy, thì chúng ta phải nối A, B, C vào các cái câu cho trước. Cái kỹ năng mà người ta yêu cầu trong cái phần này đó chính là listening for detail, following a conversation and recognizing relationships. Thì cái kỹ năng ở đây người ta yêu cầu chính là chúng ta phải biết nghe hiểu ý chi tiết này, phải biết nắm bắt được, theo kịp được cái đoạn hội thoại này và phải hiểu được các cái mối quan hệ và tương quan của các cái nhân vật hay ý kiến ở trong cái bài nghe. Sang đến cái dạng số 3 là diagram map labeling. Cái dạng này yêu cầu chúng ta là phải điền tên và dán nhãn vào các cái bảng biểu hay là các cái sơ đồ. Thì dạng thức nó như thế nào? Người ta sẽ cho trước là a diagram. Ví dụ như là a piece of equipment là sơ đồ của một cái thiết bị nào đó chẳng hạn. Có thể máy móc, phức tạp lắm các em ạ. Hay là a set of pictures là một loạt các cái bức tranh, bức ảnh. Hay là a map, một cái bản đồ. Và người ta cho chỗ trống.
chúng ta phải nghe, lấy ý và sau đó là điền cái thông tin vào các cái chỗ trống đó. Các em nhìn ví dụ nhé. Ở đây từ câu số 11 đến câu số 15 thì người ta cho trước cái bản đồ. Bản đồ này là Town Library, thư viện của thành phố. Thì có rất là nhiều phòng ở đây. Có phòng Seminar Room là người ta cho trước cái tên rồi. Thế nhưng ví dụ như từ câu số 11, 12, 13, 14 là các phòng này là chưa có tên. Thì chúng ta sẽ phải chọn từ trong cái list tên cho trước để điền vào đây. Nhưng đối với cái dạng bài này các em phải cẩn thận cho cô nhé. Yêu cầu đề bài là write the correct letters A to I next to questions. Đấy, có nghĩa là người ta yêu cầu chúng ta viết chữ cái từ A cho tới I. Đấy, chọn một chữ cái đó. Thì ví dụ như câu số 14 này chẳng hạn, cái phòng này ấy, chúng ta nghe biết được phòng số 14 này đáp án là computers, phòng máy tính chẳng hạn. Thế nhưng mà khi mà trả lời ấy, các em lại ghi là computers mà các em không ghi là C thì vẫn bị coi là đáp án sai. Đấy, cho nên là chúng ta phải vô cùng cẩn thận khi mà đọc đề bài. Thì cái dạng bài này, kỹ năng mà người ta yêu cầu các em cần có đó chính là understand a description và follow language expressing spatial relationships and directions. Đấy, có nghĩa là chúng ta phải nghe và hiểu các cái mô tả này, phải hiểu được các cái ngôn ngữ người ta sử dụng để thể hiện các cái mối tương quan về không gian hay là về chỉ đường, chỉ phương hướng. Sang đến cái dạng thức số 4, Form Table Summary Completion. Thì cái dạng này là dạng điền vào Form Table Summary. Thì đương nhiên là người ta sẽ phải cho form là cái phiếu gì đó này, hay là table bảng biểu, hay là summary là cái tóm tắt gì đó. Và để các chỗ trống, chúng ta phải nghe và điền vào các chỗ trống đó. Thì chúng ta nhìn ví dụ, questions 1 to 8, ở đây cô chỉ đưa ra từ câu số 1 đến số 3, đấy ví dụ minh họa mà thôi. Thì chúng ta thấy là ở đây người ta cho cái customer form là phiếu khách hàng của cái công ty là công ty chuyển phát nhanh Techham đó. Thì người ta yêu cầu chúng ta điền vào các cái chỗ trống còn thiếu number 1, 2 và 3. Thế thì cái dạng bài này ấy, thì chúng ta cần phải có kỹ năng là listening for specific information và identifying the missing words, là phải nghe nắm bắt được các cái ý chi tiết và phải xác định xem cái từ còn thiếu là cái từ nào. Sang đến cái dạng số 5 là sentence completion. Thì cái dạng số 5 này thay vì người ta cho bảng biểu đồ như là cái dạng trước thì người ta cho câu. Người ta cho các câu và để ra các cái chỗ trống. Chúng ta sẽ phải complete gaps, điền vào các cái chỗ trống đó. Ví dụ nha, từ câu 27 đến 20 người ta cho trước 4 câu, 1 2 3 4. Mình sẽ phải nghe thông tin và điền vào chỗ trống. Đối với cái dạng bài này, đặc biệt lưu ý cho cô là người ta bao giờ cũng giới hạn về số lượng từ điền. Ở đây người ta nói này, write no more than 2 words for each answer. Người ta chỉ cho phép chúng ta điền 2 từ mà thôi. Nếu như là các em nghe đúng đáp án nhá, nhưng mà lại điền 3 từ vào đấy, coi như là gạch luôn, không có tính điểm gì hết, miễn bàn. Như vậy chúng ta phải đọc kỹ cái hướng dẫn đề bài trước khi làm. Cái kỹ năng cần có cho cái bài này đó chính là identify the key information, phải xác định được các cái thông tin chính mà mình cần nghe. Tiếp theo là understand relationships such as cause and effect, là chúng ta phải hiểu các cái mối quan hệ tương quan ở trong bài, ví dụ như là nguyên nhân và kết quả chẳng hạn. Đấy. Sang đến cái dạng thức số 6, dạng thức cuối cùng đấy là short answer questions, là dạng câu trả lời ngắn. Dạng bài này người ta sẽ cho chúng ta questions, người ta cho trước các câu hỏi và chúng ta phải nghe và điền vào câu trả lời. Ví dụ này, ở trong section 2 chẳng hạn nhé, người ta sẽ cho từ câu 11, 14 là hai câu hỏi cho trước. Đấy, chúng ta phải trả lời mỗi câu hai đáp án. Ở đây, what two factors là hai cái yếu tố gì thì chúng ta phải điền ở đây là two factors, tương tự đối với cả câu tiếp theo. Đó. Và cái dạng bài này cũng giống như là các cái dạng bài trước, là người ta bao giờ cũng giới hạn cái số lượng từ. Ở đây người ta nói này, write no more than 3 words and or number, là giới hạn là không quá 3 từ. Cái bài này khác với bài trước, bài trước chỉ có 2 từ nhưng bài này là được 3 từ hoặc và một con số. Đấy, có thể kèm theo một con số nữa. Thì cái dạng thức bài này yêu cầu chúng ta phải có kỹ năng listening for specific information. Đấy, các em thấy không? Cái kỹ năng này á, cái dạng bài nào cũng yêu cầu. Và kỹ năng tiếp theo là listening for facts, places or prices.
Đấy là kỹ năng các em phải nghe, phải nắm bắt được các cái thông số mà mình cần phải điền vào, ví dụ như là địa điểm này, hay là giá cả vân vân. Đề bài người ta yêu cầu gì thì mình điền cái yêu cầu đó vào. Bây giờ chúng cô sẽ nói tới listening tips. Nếu như các em hay đọc sách báo ấy, thì các em có thể thấy là có một số bạn ấy đạt tận 8.5 cho tới 9 chấm IELTS listening. Thế nhưng mà các em phải nhớ là chưa chắc là các bạn ấy đã có cái khả năng nghe thần thánh. Đó chính là nghe được hết tất cả các cái từ ở trong bài và hiểu hết tất cả các cái ý chi tiết ở trong bài. Không phải như thế đâu. Cái điều chắc chắn ấy là các bạn ấy có các cái tips, các cái mẹo làm bài. Đó. Có các cái mẹo làm bài chung này, có các cái mẹo làm bài riêng. Vậy thì trong cái bài giới thiệu này, cô sẽ giới thiệu với các em các cái mẹo làm bài chung nhất để các em có thể đạt được điểm cao trong bài thi IELTS Listening. Đến với cái mẹo số 1 nhé. Find anchor words in the questions. Anchor words là cái gì? Chính là keywords trong câu hỏi đấy. Ví dụ như câu hỏi là What should IELTS students do to prepare? Thì chúng ta phải gạch chân IELTS, đương nhiên rồi, students và prepare. Và đến khi nghe, chúng ta sẽ phải nghe các cái từ có cái ý nghĩa tương tự, synonyms. Ví dụ như students, thì trong bài người ta không dùng từ students đâu. Người ta sẽ dùng những từ như là candidates chẳng hạn này, hay là test takers. Đấy. Hoặc là từ động từ prepare này, thì người ta sẽ dùng từ get ready hay là study. Cái tip số 2 là identify grammatical clues, là phải xác định được các cái manh mối về mặt ngữ pháp. Cái câu đầu tiên ở trong ví dụ này, IELTS and TOEFL are both... of English. Đây là cái dạng bài gì các em? Điền vào chỗ trống trong câu, sentence completion cô vừa nói phần trên đấy. Thì các em thấy là chủ ngữ là IELTS and TOEFL là số nhiều, động từ cũng là are là số nhiều. Vậy thì cái danh từ chúng ta cần điền ở đây phải là số nhiều. Nếu như các em nghe đúng được cái danh từ đấy nhưng mà các em lại điền số ít thì thôi, người ta lại gạch chéo luôn, không cho điểm, rất là phí. Đến cái tip số 3, đó chính là practice targeted listening, là chúng ta phải biết cách nghe cái thông tin mình muốn nghe. Ví dụ như câu hỏi người ta hỏi là which year, chúng ta chỉ chú tâm vào để nghe xem là năm đó là năm nào mà thôi. Còn những cái thứ không liên quan, ví dụ như noise, tiếng ồn chẳng hạn, hay là not relevant information, là các cái thông tin không có liên quan, hay là distraction, là các cái thông tin người ta cố tình đưa vào để làm cho mình sao nhãng, hoặc là useless information, các cái thông tin vô ích, vô nghĩa, thì chúng ta phải biết cách là tự bỏ qua, chúng ta chỉ tập trung vào cái thông tin này mà thôi. Cái tip tiếp theo đó chính là skip the question if you don't hear the answer. Đấy, cái kỹ năng này rất là quan trọng các em ạ. Đó chính là chúng ta phải luyện cho mình được là cái bản lĩnh là nghe không thấy bỏ qua luôn. Nghĩa là thế nào? Ví dụ như là trong một section ấy, cô đã nói là có 10 câu hỏi như thế này, question 1 cho tới question 10. Thì chúng ta đang nghe được câu trả lời 1 2 3, đang rất là happy, rất là vui vẻ. Thế đến câu số 4 thì không nghe thấy. Oops, bỏ qua luôn. Nghe tiếp câu số 5 6, đến câu số 7 lại không nghe thấy. No problem. Nghe tiếp câu số 8, 9, 10. Chứ không phải là các em như thế này, đang nghe thấy câu 1, 2, 3 đến câu số 4. Cộng lại, oh, what did he say? Cố gắng tìm ra câu trả lời. Lay hoay mãi, đến khi mà hoàn hồn lại thì người ta đã nói đến câu số 9, số 10 rồi. Thế là không được rồi các em ạ. Và tới cái tips tiếp theo, đó chính là check grammar and spelling. Cái này vô cùng quan trọng nhé. Mất điểm hay không là cái này các em ạ. Cái phần này các em nên thực hiện vào cái lúc mà các em chuyển câu trả lời từ đề bài sang phiếu trả lời, các em có 10 phút đấy. Thứ nhất là các em phải kiểm tra xem nếu là danh từ là singular hay là plural, plural là số ít hay là số nhiều. Thứ hai là misspelling, cái từ đó các em đã viết đúng chính tả hay chưa, sai một chữ cái thôi cũng gạch luôn. Subject verb agreement, chúng ta phải tùy thuộc vào cái manh mối về mặt ngữ pháp đấy, để xem là cái động từ chúng ta chia nó có phù hợp với trường ngữ hay không. Rồi, tiếp theo là capital letters. Cái này tưởng như là cái lỗi rất là nhỏ nhưng người ta vẫn tính. Có một số từ đặc biệt trong tiếng Anh, ví dụ như là proper names chẳng hạn, hay là thứ ngày tháng trong tuần ấy, chúng ta phải viết hoa cái chữ cái đầu tiên. Nếu như các em nghe đúng mà không viết hoa, ví dụ Monday không viết hoa cũng gạch luôn. Tiếp theo là to infinitive hay là ing. Đấy, động từ thì chúng ta phải biết cách là
chia nó ở dạng đúng, ví dụ như nó là dạng to cộng với nguyên thể hay là verb in, thì cái này chúng ta lại phải dựa vào các cái manh mối về mặt ngữ pháp. Thì trên đây là tổng quan về các cái điểm về bài IELTS listening. Hy vọng là các cái thông tin vừa rồi có ích với các cái bạn chuẩn bị thi hay là chuẩn bị học IELTS. Xin chào các em. Goodbye.